Sán lợi tử, pháp không nội, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tàn mạn, không không đổi khác, không bản tính, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp bốn tịnh lự, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp năm loại mắt, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp sáu phép thần thông, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp bốn niệm trụ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp mười lực của Phật, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp chân như, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp dự lưu, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, pháp bồ tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp Như Lai không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, nói tóm lại, thường hoặc vô thường, lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô tướng hoặc hữu tướng, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, sanh hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, thiện hoặc phi thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, quá khứ vị lai hoặc hiện tại, thiện bất thiện hoặc vô ký, sự ràng buộc trong cõi dục, sự ràng buộc trong cõi sắc hoặc sự ràng buộc trong cõi vô sắc, học vô học hoặc phi học phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian, các pháp như vậy đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao vậy? Vì do nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tàn không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Xá lợi tử, nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa mà thẩm xét quan sát kỹ tất cả các pháp như trên đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, thì tâm không chìm đắm, cũng chẳng lo âu hối tiếc, tâm ấy chẳng kinh hoàng, chẳng sợ sệt, chẳng hãi hùng, nên biết đại bồ tát ấy đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, vì duyên cớ gì mà biết là các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng thường chẳng xa lìa? Thiện hiện đáp, vì đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa biết như thật về bát nhã ba la mật đa, lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa, biết như thật về tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, lìa tự tánh tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa. Xá lợi tử, do đó nên biết các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa ấy đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Xá lợi tử, vì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa biết như thật về sắc, lìa tự tánh sắc, biết như thật về thọ tưởng hành thức, lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, biết như thật về nhãn xứ, lìa tự tánh nhãn xứ, biết như thật về nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, lìa tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, biết như thật về sắc xứ, lìa tự tánh sắc xứ, biết như thật về thanh hương vị xúc pháp xứ, lìa tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ, biết như thật về nhãn giới, lìa tự tánh nhãn giới, biết như thật về sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, lìa tự tánh sắc giới,
cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, biết như thật về địa giới,